Xin chào anh chị em và các bạn. Chúng ta quay trở lại bài 20 áp dụng lời hứa. Chúng ta cùng cầu nguyện với nhau. Chúa ơi, chúng con cần lời hứa của Ngài để bước đi và sống trên cuộc đời đầy rẫy những sự khó khăn này. Ngài hứa với chúng con, người công bình sống bởi đức tin. Chúa ơi, xin Ngài chúc phước ban ơn trên đời sống của chúng con. Ngài Thánh Linh, Ngài đến, Ngài soi sáng tâm trí tấm lòng của chúng con, anh chị em của chúng con trong bài hôm nay. Ngài giúp đỡ chúng con. Chào ôi, Ngài giúp đỡ, Ngài sử dụng môi miệng của con để bày tỏ vinh hiển của Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa và cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn Chúa về bài 20. Và chúng ta thấy áp dụng lời hứa trong Kinh Thánh thì Đức Chúa Trời ban cho chúng ta khoảng 5.000 lời hứa ở trong những cái hoàn cảnh khác nhau. Chúng ta đều có lời của Đức Chúa Trời. Và ở trong hình bìa thì chúng ta thấy khi mà có một cái anh chàng mà 7 giờ muốn đi đá bóng và 7 giờ nhóm thì lời hứa của thì anh không biết quyết định như thế nào. Có người lúc cầu nguyện, có người lúc đau khổ, có người lúc muốn tìm kiếm Chúa thì không biết là như thế nào. Chúng ta học về lời hứa này để thứ nhất chúng ta hiểu và chúng ta áp dụng cho chính đời sống của chúng ta. Thứ hai, chúng ta có thể tư vấn giúp đỡ những người khác để khi họ gặp những nan đề hoàn cảnh, chúng ta giúp đỡ họ bằng lời hứa của Ngài. Đức Chúa Trời ban phước. Con cảm ơn Ngài. Trong Kinh Thánh có khoảng hơn 5.000 lời hứa cho con cái Đức Chúa Trời được chia ra. Chúng ta thấy lời hứa thì có hai loại lời hứa: lời hứa có điều kiện và lời hứa không có điều kiện. Thì các lời hứa có điều kiện thì đấy là chúng ta phải làm cái phần của mình, và chúng ta làm cái phần của mình trong cái điều kiện mà Chúa muốn, thì sau đó Chúa làm cái phần của Ngài. Là các lời hứa có điều kiện là lời hứa cho những cái con người công bình. Thí dụ chúng ta xem ở Thi Thiên đoạn 92 câu 12, ở đây thì phước cho những cái người mà rồi cái người công bằng, rồi những cho những người ăn cho lời hứa cho những người ăn năn. Thí dụ như Công Vụ đoạn 2 câu 38, anh chị em hãy ăn năn và tin Đức Chúa Trời chịu phép báp têm, sau đó sẽ được nhận lấy sự ban cho của Thánh Linh. Vì lời hứa này dành cho anh chị em, dành cho những cái người dòng dõi của anh chị em, con cái của anh chị em. Đây là lời hứa về sự ăn năn để tiếp nhận, hay là cho người tìm kiếm Đức Chúa Trời. Trong Châm Ngôn đoạn 8 câu 17, nếu mà ai tìm kiếm Đức Chúa Trời thì sẽ gặp. Đây là lời hứa của Chúa cho người chống trả ma quỷ: hãy kính sợ Đức Chúa Trời, chống trả ma quỷ thì nó sẽ lấy xa anh em, trong Gia Cơ đoạn 4 câu 17. Chúng ta thấy rằng chúng ta kính sợ Chúa chưa đủ, nhưng mà chúng ta phải chống trả lại ma quỷ. Chúng phải dùng uy quyền của Đức Chúa Giêsu Christ ban cho chúng ta, là uy quyền dày đặc rắn bò cạp và tất cả mọi vật thuộc về ma quỷ, thứ thuộc về ma quỷ, chúng ta chống lại nó thì nó sẽ lấy xa chúng ta. Đó, trong Gia Cơ đoạn 4 câu 17 và trong Ê-sai đoạn 1 câu 19 thì lời hứa cho những người vâng lời. Và đoạn Chúa nói hãy đến cho chúng ta biện luận cùng nhau, dầu các ngươi đỏ như hồng, tội các ngươi đỏ như hồng đào, ta sẽ làm cho trắng như tuyết, dù đỏ như lông chiên, ta sẽ làm trắng như... Dù Chúa nói với Chúa hứa với chúng ta đối với những người phạm tội ở trong Ê-sai đoạn 1 câu 18-19 là hãy đến, nếu áp dụng lời của Chúa thì Chúa vâng lời, biết vâng lời Chúa để áp dụng yêu mến Chúa thì Ngài sẽ gì? Sẽ tha thứ tội lỗi của chúng ta và khiêm nhường. Lời hứa trong Phi-e-rơ nhất đoạn 5 câu 5 nói về sự khiêm nhường. Người có lòng rộng rãi, ở trong Châm Ngôn đoạn 11 câu 25, lòng rộng rãi thì được no nê, còn ai nhường gội thì sẽ bị nhường gội. Lời hứa
về cái sự rộng rãi của Ngài và rộng rãi cho những người rộng rãi, hay là thương xót, lời hứa cho người có lòng thương xót. Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 7 có nói rằng ai thương xót thì sẽ được thương xót. Đấy là lời hứa có điều kiện. Được lời hứa có điều kiện là chúng ta làm cái phần điều kiện của mình và Chúa làm cái phần của Chúa. Thí dụ vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài hầu cho hễ ai tin con đó không bị hư mất nhưng được sự sống đời đời. Ở trong Giăng đoạn 3 câu 16 đó là lời hứa của Chúa, thì khi mà chúng ta điều kiện là phải tin con đó thì được sự sống đời đời. Chúng ta phải có điều kiện là chúng ta phải tin tiếp nhận. Hay là lời hứa ở trong Giăng đoạn 5 câu 24, quả thật ta nói cùng các ngươi, ai nghe lời ta mà tin đấng đã sai ta thì được sự sống đời đời, không đến sự phán xét, xong vượt khỏi sự chết mà đến sự sống. Chúng ta thấy ở đây cái điều kiện cần và đủ đó là nghe và tin, và đó là điều kiện chúng ta phải làm. Còn phần Chúa sẽ làm nó thì được sự sống đời đời. Chúa sẽ ban cho chúng ta sự sống đời đời, nghe và tin. Đó là đối với lời hứa có điều kiện là chúng ta phải làm thỏa mãn điều kiện đó. Phần hai, Chúa bảo chúng ta phải làm gì? Cái lời hứa có điều kiện là chúng ta phải làm gì và làm như thế nào? Thấy là lời hứa có điều kiện nó có hai phần. Phần Chúa thì sẽ thực hiện lời của Ngài, và Ngài chúng ta sẽ làm phần của chúng ta. Lời hứa vô điều kiện đó là lời hứa Chúa ban cho, lời hứa Chúa sẽ làm dù có điều gì xảy ra đi nữa. Cho nên Chúa nói rằng là như cái lời hứa có điều kiện gì? Chúa hứa cho Abraham, với Abraham ở Sáng Thế Ký đoạn 12 câu 1 câu 3: hãy ra khỏi bà con vào vòng nhà cha ngươi và đi tới xứ ta sẽ chỉ cho, ta sẽ làm cho ngươi nên một dân lớn, ta sẽ ban phước cho ngươi, chúc phước cho kẻ nào rủa, chúc phước ngươi rủa xả kẻ nào rủa xả ngươi, và mọi chi tộc nơi thế gian đều sẽ nhờ ngươi mà được phước. Lời hứa rồi sau đó Chúa hứa rằng Chúa sẽ ban nước, một nước con cái của Abraham sẽ đông như sao trên trời, như cát bờ biển. Đây là lời hứa mà ông Abraham, ông không cần phải làm điều gì cả, nhưng mà Chúa vẫn hứa và Chúa sẽ làm điều này, dù là lời hứa này, thực hiện lời hứa này cho Abraham dù điều gì xảy ra. Và chúng ta thấy trong lịch sử người Do Thái thì có rất là nhiều điều đã xảy ra trong lịch sử của người Do Thái, nhưng mà Chúa thì đã làm rất là nhiều, Chúa đã làm rất là nhiều điều cho họ, và cảm ơn Chúa. Và đến cuối cùng thì bây giờ đó, thì ngay cả chúng ta cũng là con cái thuộc về phần lời hứa của Abraham. Đúng là con cái của Abraham đông như sao trên trời, như cát bờ biển không đếm nổi. Chúng ta thấy cái lời hứa vô điều kiện, chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời luôn luôn thực hiện lời hứa của Ngài. Ngài ban cho chúng ta rất là nhiều lời hứa trong những cái hoàn cảnh khác nhau. Và chúng ta thấy là lời hứa cho thì cho nếu chúng ta bị sự cám rỗ, ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 10 câu 13, nếu chúng ta bị cám rỗ thì hãy đọc, bởi vì Chúa cũng đã bị cám rỗ nhưng mà chẳng hề phạm tội. Chúa Giê-xu đã từng bị cám rỗ. Nếu chúng ta thiếu khôn ngoan trong Gia-cơ đoạn 1 câu 5, chúng ta hãy đọc Gia-cơ 1 câu 5 và áp dụng. Và Gia-cơ đoạn 1 câu 5 nói là nếu như mà ai thiếu khôn ngoan thì hãy cầu xin Đức Chúa Trời, người đó sẽ ban cho sự khôn ngoan. Rồi nếu là quá muộn thì chúng ta hãy đọc Châm ngôn đoạn 15 câu 25. Và nếu bị đau ốm thì chúng ta đọc Gia-cơ đoạn 5 câu 14, 15 và chúng ta áp dụng. Đó là hãy mời các trưởng lão trong anh vòng, trong vòng anh chị em có ai đau ốm chăng, hãy mời các trưởng lão đến, nhân danh Chúa sức dầu, Ngài sẽ đỡ người ốm dậy, nếu kẻ bệnh có tội cũng sẽ được tha. Đấy là lời hứa trong Gia-cơ. Và nếu sợ hãi thì hãy đọc trong Thi Thiên đoạn 91 câu 5: dưới cánh toàn năng của Chúa thì chẳng có sự sợ hãi nào. Và nếu phạm tội, chúng ta hãy đọc Tăng Nhất đoạn 1 câu 9: nếu chúng ta phạm tội thì đừng chạy xa Chúa. Nhưng mà đây là lời hứa dành cho chúng ta. Chúa nói rằng nếu mà ai xưng tội mình thì Ngài là thành tín công bằng để tha thứ tội lỗi chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. Ác thì đó là lời hứa trong Giăng Nhất đoạn 1 câu 9. Và nếu chúng ta cần sức mới, cần ơn của Chúa, hãy đọc Ê-sai đoạn 40 câu 31:
Nhưng ai trông cậy Đức Giê-hô-va thì chắc được sức mới, cất cánh bay cao như chim ưng, chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi. Và nếu chúng ta thiếu thốn thì hãy đọc Ê-sai đoạn 25 câu 4. Chúa sẽ hứa cho chúng ta điều phước hạnh, sư tử tơ còn đói kém, nhưng mà những người kính sợ Đức Chúa Trời thì chẳng thiếu thốn gì. Cho nên chúng ta lời hứa, đây là tất cả những lời hứa Chúa ban cho chúng ta để làm gì? Để chúng ta bám vào lời hứa của Chúa, thực hành lời hứa của Chúa và sống. Bởi vì có lời chép rằng người công bình sẽ sống bởi đức tin, và trong từng hoàn cảnh có những cái lời hứa khác nhau cho chúng ta. Và những cái người không có thuộc về Chúa Giê-xu thì họ rất là sợ sệt trong mọi hoàn cảnh. Nhưng mà đối với những người gì tin Chúa trong hoàn cảnh khó khăn, hãy trong Kinh Thánh có hơn 5.000 lời hứa đủ để cho chúng ta sống mỗi ngày ở trên đất này bằng lời của Ngài. Cho nên hãy học thuộc các lời hứa, hãy áp dụng các lời hứa của Chúa cho đời sống của chúng ta. Thí dụ khi mà mệt nhọc, đâu cần sức mới, hãy đọc Ê-sai đoạn 40 câu 31. Nhưng ai trông cậy Đức Giê-hô-va thì chắc được sức mới. Chúng ta hãy trông cậy Chúa, hãy trông cậy Chúa thì chắc chắn chúng ta nhận được sức mới, sức mạnh từ nơi Ngài. Sức mạnh về tiền bạc, sức mạnh về tài chính, sức mạnh về khôn ngoan, sức mạnh về ân điển của Ngài, sức mạnh về ơn cảm thêm ơn của Ngài. Và tin như vậy thì chắc sẽ xảy ra, bởi vì Kinh Thánh có nói rằng nếu chúng ta tin trong lòng và nói thế nào thì điều đó chắc sẽ xảy ra, bởi hắn tưởng trong lòng thế nào thì hắn quả thế đó. Kinh Thánh dạy chúng ta về điều đó. Và rõ ràng là đây là một sự thách thức, nhưng mà một sự phước hạnh cho những người theo Chúa. Cho nên trong cái biểu đồ 11 chúng ta thấy có rất là nhiều cái lời hứa, cái bảng lời hứa vâng lời, bảng lời hứa với những lời hứa dành cho người thiếu thốn, người đang sợ hãi, người cần sức mới, người đau ốm, người phạm tội, người quá buộc, người bị cám dỗ, người thiếu khôn ngoan. Thì chúng ta hãy ghi những cái câu Kinh Thánh này, ghi những câu Kinh Thánh và nó đúng vào cái lời hứa của những cái phần này, thì chúng ta ghi ra, chúng ta học thuộc để chúng ta áp dụng trong khi có cần dùng. Điều kiện của Chúa là chúng ta phải có lòng rộng rãi, chúng ta phải tìm kiếm Đức Chúa Trời, chúng ta phải vâng lời, chúng ta phải có lòng thương xót, chúng ta phải khiêm tốn, chúng ta phải chống lại ma quỷ. Thì đấy là những cái lời hứa có điều kiện, thì chúng ta phải gợi ơn Chúa để mà học thuộc câu gốc mỗi ngày và chúng ta áp dụng lời hứa mỗi ngày. Và đây là bài 20 là áp dụng lời hứa. Cảm ơn Chúa, chúng ta cùng hiệp với nhau trong sự cầu nguyện. Cha ơi, chúng con cảm ơn Ngài vì lời hứa của Ngài thật là tuyệt vời cho đời sống của chúng con. Xin Ngài chúc phước ban ơn trên đời sống của chúng con, để mỗi ngày chúng con có lời của Ngài để sống trên đời sống theo Chúa trên trần gian này. Chúng con cảm ơn Chúa thật là nhiều. Sự vinh hiển thuộc về Ngài đời đời. Xin Ngài đến, Ngài chúc phước, Ngài ban ơn trên đời sống của chúng con, giúp đỡ chúng con để sống trong lời hứa của Ngài. Và chúng con được đắc thắng luôn luôn trong danh của Chúa. Con cầu nguyện để rồi Ngài cũng chúc phước cho anh chị em của chúng con là những người tiếp nhận lời hứa, làm theo lời hứa và chính được Ngài dạy dỗ để hoàn thành lời hứa. Chính Ngài sẽ hoàn thành lời hứa của Ngài trên anh chị em của chúng con. Anh chị em chúng con kinh nghiệm được phước ân điển của Ngài, để được phước và kinh nghiệm từ ân điển này đến ân điển khác. Chúng con ngợi khen Chúa, mọi sự vinh quang vinh hiển để thuộc về Ngài. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen. Cảm ơn Chúa. Về bài 20 là bài áp dụng lời hứa và chúng ta sẽ kết thúc tại đây. Xin Chúa ban phước cho anh chị em. Chúng ta sẽ gặp lại trong bài 21.